Xin chào anh em, hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em hai chiếc laptop ThinkPad T mới của Lenovo. Bên tay trái của mình, tức là tay phải của anh em, đây là chiếc T480, phiên bản nâng cấp của chiếc T470 mà mình giới thiệu cách đây khoảng 6 tháng. Đây là chiếc phiên bản nhỏ hơn của nó là T480S, mỏng hơn, sexy hơn và nó cũng là thay thế cho phiên bản T470S. Nếu anh em đang sử dụng ThinkPad thì không lạ gì với cái thiết kế của ThinkPad vốn rất là công nghiệp với một cái vẻ ngoài thì đen xì, vuông vắn và nhìn là chỉ muốn làm việc, còn giải trí thì không. Cả T480 và T480S đều được thiết kế theo cái tiêu chuẩn độ bền quân sự là MinHDD 810G. Tuy nhiên thì về cái chất liệu của hai chiếc máy này, chất liệu làm vỏ ngoài và bên trong cũng có những cái thay đổi để mà nó khiến cho nó tạo nên những cái nét đặc trưng của hai chiếc máy. Về chất liệu thì cái T480 nó có cái phần vỏ ngoài này được làm bằng PPS và ở bên trong nó được làm bằng phần nhựa và gia cường bằng cái carbon. Còn trong khi đó cái phiên bản T480S này thì vỏ ngoài của nó lại ngược lại, tức là nó được làm bằng nhựa gia cường bằng carbon và bên trong lại được làm bằng magie. Đó rất là khác biệt. Thành ra về cái trọng lượng của hai chiếc máy nó cũng khác biệt theo. Ở đây cái phiên bản T480 của mình mượn được thì nó có tích hợp luôn cả cái phần pin dung lượng cao, pin gù như thế này, và nó có cái trọng lượng mình đo vào khoảng đâu là 1,8 kg. Nếu mà anh em dùng cái bình thường thì nó sẽ nhẹ hơn đôi chút. Còn với phiên bản T480S thì bản chất nó không, nó có pin tích hợp luôn và pin của nó là 57W, thành ra là nó nhẹ hơn rất là nhiều. Nó chỉ có vào khoảng đâu là 1,3 kg thôi. Đó, thành ra cái sứ mạng của cái chiếc T480S nó sinh ra nó là để tăng cường cái tính di động cho những ai mà thích cái thiết kế của cái dòng T480 thông thường. Mỏng hơn, nhẹ hơn. Cũng nói về độ mỏng thì chiếc máy này chỉ là 19 ly trong khi cái chiếc máy này là hơn 20 ly. Trong khi đó thì cả hai đều là có cái màn hình 14 inch. Như mình sẽ ướm chiếc máy này vào cho anh em xem. T480S nè, nó nằm rất là gọn trong lòng của chiếc T480 luôn. Mình đang cầm trên tay chiếc T480S ở đây và anh em sẽ thấy là cái thiết kế bản lề của cái dòng T4T series bây giờ nó vẫn tương tự cái dòng T5 ngoái và thậm chí là T460. Nó vẫn là bản lề bọc ngoài bằng thép và nó nhỏ hơn rất là nhiều, và bản lề này vẫn cho phép cái màn hình đạt được cái góc mở 180 độ để chúng ta có thể dễ dàng mà chia sẻ cái nội dung với cái người ngồi đối diện. Như cái phiên bản T480F mình đang cầm trên tay đây thì anh em thấy là nó sexy hơn rất là nhiều so với cái phiên bản T480. Cá nhân mình thì thích cái kiểu thiết kế của T480S hơn, bởi vì Lenovo đã áp dụng cái thiết kế viền mỏng trên cái chiếc máy này để khiến cho cái chiếc máy trở nên thanh thoát hơn rất là nhiều, mặc dù nó vẫn là một thiết kế công nghiệp. Thì cả hai là màn hình 14 inch, tuy nhiên thì nhờ cái thiết kế viền mỏng thành ra cái chiếc T480S này nó gọn hơn rất là nhiều. Đó, viền này thì mỏng khoảng đâu là 9 mm, trong khi đó cái viền này thì lớn hơn, nó vào khoảng đâu là 11-12 mm. Cũng nói về cái phần viền trên của hai chiếc máy này thì anh em có thể thấy là chiếc T480S này được trang bị một cái webcam mà nó có một cái cửa chập để mà có thể tắt nó đi, tắt cơ học. Thì cái webcam này được Lenovo gọi là ThinkShuttle, thì nó giải đáp một cái nhu cầu, đó là những trong cái môi trường doanh nghiệp thì cái việc mà webcam có thể được bị hacker tận dụng để mà thu thập thông tin thì chỉ việc gạt qua một bên là cái webcam sẽ bị che đi. Nó không giống như cái chuyện mà cái ông chủ Mark Zuckerberg của Facebook đã dán băng keo lên cái webcam của MacBook. Thì đây là một cái giải pháp tích hợp luôn. Ở bên này thì chiếc T480 lại được trang bị cái webcam dạng như là camera hồng ngoại và nó sẽ hỗ trợ luôn cả cái tính năng nhận diện khuôn mặt video hello, và mình cũng đã thử để mà dùng để đăng nhập máy hàng ngày và thấy nó rất là nhanh. Tuy nhiên thì với cái điều kiện ngược sáng và ánh sáng mạnh thì nó sẽ hơi quắp một xíu. Về chất lượng của hai cái màn hình này thì mình đã đo bằng Spider4 Elite và nhận thấy là chiếc T480S này dùng một cái tấm nền do BOE HiDisk sản xuất, và tấm nền này thì có cái độ bao phủ của các cái dải màu nó không quá rộng, nó phù hợp với lại cái nhu cầu làm văn bản và giải trí thông thường là nhiều hơn. Còn với cái màn hình này, độ phân giải 2K và tấm nền là do LG Philips làm. Về cơ bản thì cái độ bao phủ dải màu nó rộng hơn, nó lên tới 72% NTSC, và các cái giải như là sRGB và Adobe RGB nó cũng cao hơn. Tuy nhiên thì cái độ sai màu của màn hình này cũng khá là lớn, thành ra là nó không phù hợp để mà làm ảnh chuyên nghiệp. Làm chơi chơi thì được, còn nếu mà làm chuyên nghiệp thì chúng ta vẫn phải cần một cái màn hình màu sắc nó chuẩn chỉnh hơn ở bên ngoài. Độ sáng thì cái độ sáng của hai cái màn hình này là gần như là như nhau, nó vào khoảng đâu là 240-250 nits. Về tương phản thì cái màn hình của T480S lại có độ tương phản cao hơn so với cái màn hình của T480. Thành ra là mình thích sử dụng cái T480S này để mà xem phim hay giải trí hơn, bởi vì nó mang lại cái cảm nhận về độ sâu, về các cái khoảng sáng tối nó tốt hơn so với cái màn hình này. Đó, cả hai đều không phù hợp để mà làm đồ họa chuyên nghiệp, và cả hai định hướng tới cái nhu cầu sử dụng làm văn phòng nhiều hơn. Đó là cái điểm mình muốn nhấn mạnh với cả hai chiếc máy này. Về bàn phím thì anh em có thể thấy là
T480 và T480S nó đều có cái bàn phím gần như là giống nhau về cái độ lớn của các phím bấm cũng như là cái layout. Và trải nghiệm của mình thực tế với hai chiếc máy này thì cái hành trình của phím nó vẫn rất là dài, nó đúng như là cái bản chất của cái dòng ThinkPad và cái thứ làm nên tên tuổi của dòng ThinkPad. Lenovo vẫn làm rất tốt cái phần bàn phím trên hai chiếc máy này, ngay cả cái phần joystick để điều khiển cái con trỏ chuột màu đỏ ở chính giữa bàn phím cũng như là hệ thống các cái phím chức năng nó cũng đều rất là hợp lý. Tuy nhiên thì với những ai mà mới sử dụng Lenovo thì cũng cần lưu ý là cái nút FN nó đặt ở ngoài cùng, nó nằm cạnh cái nút Control và chúng ta cần phải làm quen với điều đó, hoặc là anh em có thể vào trong BIOS anh em chỉnh lại cái vị trí của hai cái nút đó. Nhưng mà về cá nhân mình thì mình vẫn thích cái trải nghiệm gõ phím trên cái chiếc T480 hơn, bởi vì nó có cái gì đó nó vẫn thích hơn, nó rất là nhiều so với cái kiểu gõ phím trên cái chiếc T480S này. Mình nghĩ là do cái độ mỏng của máy nó ảnh hưởng không nhỏ tới cái trải nghiệm gõ phím. Về bàn rê thì chiếc T480 có cái bàn rê lớn hơn với kích thước mà mình đo được là 10.5 × 7 cm, trong khi cái bàn rê này thì nó nhỏ hơn một chút xíu, 10 cm × 6 cm. Cái hai cái bàn rê này đều được hoàn thiện theo kiểu là bề mặt được phủ kiến và nó mang lại một cái cảm giác mà người ta vuốt chạm rất là mượt tay, nó không có cái độ rít cao như những cái dòng bàn rê trước đây của cái dòng ThinkPad cũ. Bàn rê thì có hai phím chuột được tích hợp bên dưới và hai cái phím phía trên bàn rê này, ba phím chứ, thì nó là phục vụ cho cái nấm joystick để chúng ta điều khiển. Đó, thì nó kim là nó có chức năng là phím chuột trái, chuột phải và phím chuột giữa. Hai cái bàn rê đều hỗ trợ cái driver mới của Microsoft, thành ra nó mang lại các cái trải nghiệm đa điểm rất là nhanh. Anh em thấy nè, nó rất là nhanh với cái độ trễ rất là thấp. Đó. Cả hai chiếc ThinkPad T480 và T480S đều được trang bị cầm biếp vân tay dạng một chạm. Nó có cái tốc độ nhận diện không quá nhanh và một phần là do kích thước của nó khá là nhỏ. Như ở đây, anh em thấy là cái T480S có cái cầm biếp vân tay nằm ngay bên cạnh cái bàn rê, để vào. Tức là mình để hơi lâu một chút xíu thì nó mới nhận, còn nếu mà chúng ta chạm vào mở ngay thì nó sẽ không đạt được cái hiệu quả cái mức độ như thế. Về cấu hình thì Lenovo cung cấp khá là nhiều tùy chọn giống nhau giữa hai cái chiếc máy này. Như phiên bản T480S mình đang sử dụng ở đây thì nó được trang bị con Core i7-8550U. Đây là một cái con chip dòng tiết kiệm điện 4x8 luôn. Và nó có cái xung nhịp tối đa là 4GHz, xung tối thiểu là, xung cơ bản là 1.8GHz. Và đi kèm với nó là RAM 8GB cùng với cái bộ nhớ, cái ổ cứng NVMe 256GB. Chiếc máy này thì cũng có một cái tùy chọn cạc rời là MX150, tuy nhiên thì với chiếc máy mình mượn được thì nó không có. Và có một điều thú vị là cái ổ cứng 256GB trên cái Lenovo T480S này là một cái ổ cứng do chính Lenovo sản xuất luôn. Nó có cái mã khá là lạ và cái tốc độ đọc của nó rất là cao, tuy nhiên tốc độ ghi của nó thì nó khá là thấp. Trở lại với cái phiên bản T480 ở đây thì với một cái thân máy nó dày hơn và mập mạp hơn, thành ra nó được trang bị cấu hình cũng khá là mạnh với con Core i7-8650U. Nó mạnh hơn một chút xíu so với cái con 8550U trên cái chiếc máy này. Về xung nhịp tối đa thì nó đạt tới 4.2GHz và nó đi kèm với 16GB RAM là hai thanh RAM DDR4-2400. Ổ cứng cũng là một cái dạng ổ tốc độ rất là cao của Samsung, đây là cái ổ PM981 và tốc độ của nó lên tới 2000 ms/giây. Đây mình benchmark bằng Crystal Dismark trên chiếc máy này. Và đặc biệt là chiếc với cái màn hình 2K thì nó cũng được trang bị luôn cái con GPU rời là GeForce MX150 để có thể kéo cái màn hình này tốt hơn, cũng như là có thể mang lại cái trải nghiệm xử lý những cái tác vụ đồ họa và thậm chí là chơi game nó ổn hơn. Mình sử dụng hai chiếc máy này để đi làm hàng ngày, mình dùng xen kẽ và cái trải nghiệm của mình cũng khá là khác biệt bởi vì cái sự chênh lệch về cấu hình của hai chiếc máy này. Chẳng như cái chiếc T480S này với cấu hình không có các đồ họa rời thì mình dùng nó với những cái tác vụ văn phòng bình thường là nó vẫn chạy rất là ngọt. Tuy nhiên khi mà chuyển sang dùng những cái ứng dụng chẳng hạn như là Photoshop hay là Lightroom thì cái các đồ họa tích hợp Intel HD UHD Graphics trong chiếc máy này nó không thể đáp ứng được. Trong khi đó với cái chiếc T480 thì nó mang lại một cái hiệu năng tốt hơn rất là đáng kể, bởi vì MX150 là một cái card đồ họa mặc dù không phải quá mạnh nhưng mà nó đủ sức để mà nó có thể kéo cái màn hình 2K cũng như có thể mang lại cái trải nghiệm khi chúng ta xử lý hình ảnh nó tốt hơn với Lightroom cũng như một số cái phần mềm nó đòi hỏi cái nhu cầu mà xử lý 3D. Thì mình cũng thậm chí cũng chơi game đâm trên chiếc máy này và với cái độ phân giải Full HD thiết lập lâu và tắt gần hết mấy cái khử răng cưa thì nó vẫn có thể đạt được cái khung hình khoảng 30 khung hình một giây. Như vậy là rất là khá đối với cái card MX150 này. Thành ra là với cái game đâm là một cái game đồ họa nặng và anh em có thể chơi những cái game online hạn như là LOL này kia trên một cái chiếc máy có card đồ họa MX150 như thế này.
Dĩ nhiên thì hai chiếc máy này đều là hai cái chiếc máy dành cho doanh nghiệp, và người ta sẽ hướng đến chuyện là làm việc hàng ngày nhiều hơn là chơi game. Thành ra cái chuyện chơi game thì mình không khuyến khích trên cả hai chiếc máy. Về nhiệt độ thì mình sử dụng đa phần thời gian mình sử dụng hai chiếc máy này ở ngoài trời, và ở những cái tác vụ thông thường thì hai chiếc máy này hoạt động rất là mát mẻ. Với cái nhiệt độ vỏ này thì với cái nhiệt độ ngoài trời thì nó khoảng trên 30 độ như thế này, và nó thì cái phần vỏ của hai chiếc máy nó cũng vào khoảng đâu là 30 mấy độ thôi, nó vẫn không tới cái mức 36, 37 độ, cái mức mà chúng ta có thể cảm nhận được cái độ nóng. Tuy nhiên mà khi mà tải nặng thì cái chiếc máy T480 nó phát sinh nhiệt nhiều hơn, bởi vì nó có cái gạt đồ họa rơi và con CPU chạy ở xung cũng cao hơn, và hệ thống tản nhiệt của nó thì cũng lớn hơn một đôi chút để mà có thể làm mát được cho hệ thống. Thì cái khu vực nóng nhất mà mình kiểm tra được trên chiếc máy đó là nó vào ở khoảng khu vực trung tâm cái bàn phím này, thì mình đo bằng cái súng clear thì nó vào khoảng đâu là 43-44 độ, và khi tải stress test thì nó có thể lên tới 49 độ. Tuy nhiên thì đó là cái cảm nhận từ cái phần vỏ, cái phần nền phím, còn nếu mà anh em sờ trên bàn phím thì không thấy nóng quá. Cũng cần phải nói sơ qua về những cái cổng kết nối trên hai chiếc máy này. Thì trên cái phiên bản T480S là phiên bản được Lenovo cải tiến nhiều nhất về cái hệ thống cái cổng kết nối. Cụ thể thì Lenovo đã thay đổi cái vị trí của những cổng kết nối này, đồng thời cũng trang bị cho nó những cổng tốt hơn. Chẳng hạn như cái chiếc T480S thì toàn bộ cổng kết nối được đặt sang bên cạnh trái như thế này, và chúng ta có thể thuận tiện trong cái việc mà cắm sạc cũng như là cắm những cái dây kết nối như dây LAN hay là cắm dây trình suất lên màn hình nhiều hơn. Thì ở bên cạnh trái nó có hai cổng USB-C, một cái cổng có chức năng sạc, cả hai thực ra đều có chức năng sạc luôn, và trong đó có một cổng Thunderbolt 3 LAN USB chuẩn A, 3.0 chuẩn A, có hỗ trợ tính năng sạc pin cho những cái thiết bị di động khi chúng ta tắt máy, HDMI, jack âm thanh và khai đọc thẻ SD. Bên cạnh phải thì nó có cái khe tản nhiệt và một cái cổng USB chuẩn A nữa. Đó, như vậy là cái kết nối trên cái chiếc máy này cũng rất là đầy đủ. Tuy nhiên thì cái việc cái khe tản nhiệt nằm bên cạnh phải này nó sẽ phà ra cái hơi nóng khi chúng ta chúng ta cho cái máy tải nặng, và nó sẽ ít nhiều ảnh hưởng tới cái trải nghiệm của anh em, nhất là những anh em có thói quen sử dụng chuột với chiếc máy. Còn trong khi đó với cái phiên bản T480 này thì cái cổng kết nối của nó vẫn nằm bên tay phải, thì nó có chừng đó cổng kết nối y chang cái phiên bản T480S luôn. Nó vẫn có khe đọc thẻ nè, LAN nè, rồi hai cổng USB chuẩn A, có một cổng sạc cho điện thoại nè, rồi HDMI và jack âm thanh. Nhưng mà bên cạnh trái thì nó đã được trang bị những cái cổng USB-C để mà khai thác tính năng sạc, và cái cổng Thunderbolt 3. Thì cũng nói về Thunderbolt 3, trên hai chiếc máy này thì cả hai cái T480 và T480S đều không còn cái cổng gắn dock vật lý PCIe như hồi xưa nữa, mà nó được thay thế bằng một cái loại dock gắn dây Thunderbolt 3. Nó có cái băng thông cũng tương tự và nó cũng mang lại nhiều cái tính năng trong khi nó gọn gàng hơn. Đó. Thì ở đây anh em còn thấy cái phần cục pin gù của chiếc máy này thì mình cũng nói luôn về pin. Thì cục pin này nó mang lại cái dung lượng bổ sung là lên đến 72 Wh, trong khi đó chiếc máy này có tích hợp sẵn một cục pin 24 Wh trong bên trong máy và không tháo ra được. Thì với hai cục pin có dung lượng lớn như thế này thì chiếc máy này mình cho nó chạy 100% độ sáng cùng với những cái tác vụ mình sử dụng hàng ngày thì nó có thể lên tới 9 tiếng, một cái dung lượng pin rất là tốt đối với một cái chiếc máy có các đồ họa rời như T480. Trong khi đó với cái chiếc T480S này thì về cơ bản nó có thiết kế mỏng và nó cũng không cho phép chúng ta tháo pin ra hay là gắn thêm pin. Thành ra nó được trang bị sẵn một cục pin 57 Wh, và cái dung lượng sử dụng của chiếc máy này cũng tương tự với cái thiết lập là màn hình với độ sáng 100% và mình sử dụng với các tác vụ hàng ngày thì nó đạt lên 6 tiếng. Như vậy thì về pin thì cả hai chiếc máy này đều đáp ứng được cái nhu cầu làm việc hàng ngày của mình. Và nếu mà anh em sử dụng với cái độ sáng màn hình thấp hơn cũng với những cái tác dụng phụ văn phòng nó nhẹ nhàng hơn thì mình nghĩ nó có thể đạt được cái thời lượng là 8 tiếng đồng hồ để chúng ta có thể làm việc cả ngày và sau đó đi về mà không cần đem theo cục sạc luôn. Như vậy là mình đã giới thiệu xong cho anh em về hai cái chiếc T480 và T480S, hai cái chiếc ThinkPad T mới nhất của Lenovo. Thì đặc trưng của hai cái dòng máy này thì anh em đã thấy rồi, một cái dòng máy thiên về di động, mỏng nhẹ và nó giúp chúng ta làm những công việc văn phòng, trong khi đó có chiếc T480 với cái kiểu thiết kế hơi sâu thịt thì nó vẫn mang lại cái hiệu năng tốt hơn, trong khi nó vẫn đủ nhẹ thì chúng ta có thể đem theo hàng ngày. Là nếu mà anh em mua thì mình nghĩ là anh em có thể đợi trong thời gian tới Lenovo sẽ bán ra chính thức cái dòng máy này, và mình nghe nói là sẽ bán qua một số cái kênh bán lẻ truyền thống, và mình nghĩ đến mức giá của nó cũng sẽ khá là hợp lý. Và nếu phiên bản T480 này mà có cục pin gù như thế này thì nó rất là tuyệt vời để mà anh em có thể có thêm thời lượng pin để sử dụng hàng ngày. Cảm ơn anh em đã xem video.